Xin chào tất cả các bạn. Sau thành công của ba clip đầu tiên thì Ngân nhận được rất là nhiều tin nhắn hỏi Ngân là các bước dưỡng da và ban đêm trước khi đi ngủ như thế nào. Thì ok, đây là clip mà sẽ trả lời những cái thắc mắc của các bạn. Thì đầu tiên các bạn vẫn sẽ phải rửa mặt thật là sạch, ok. Và sau đó thì Ngân sẽ dùng cái bước toner. Ok, và chúng ta đổ ra da một lượng vừa đủ. Đó, mình đắp lên mặt. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ dùng cái cream dưỡng da. Đừng có quên là chúng ta sẽ phải thoa lên da, nhưng mà theo một cái chuyển động đi lên nha các bạn. Đừng có thoa kéo da đi xuống thì da chúng ta sẽ dễ bị chảy xệ. Và khi mà thoa kem lên mặt á, các bạn không quên là chúng ta nên vỗ nhẹ để kem thẩm thấu vào da của chúng ta. Vỗ như vậy nè, đó. Bước tiếp theo thì nó sẽ xài một cái eye cream, tức là dành cho những cái quầng thâm ngay trên mắt của chúng ta. Trước khi đi ngủ thì chúng ta vẫn nên thoa một chút kem để mình dưỡng cái phần da dưới mắt nè. Nên là cú đêm cho nên là không thể thiếu cái kem này được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thoa lên mặt. Các bạn nên nhớ là chúng ta vẫn sẽ thoa theo những cái chuyển động đi lên để căng cái da mắt của chúng ta lên. Tiếp theo các bạn không được quên đó chính là dưỡng môi. Dưỡng môi nha các bạn. Môi của chúng ta sẽ dễ bị khô, tại vì con gái mình hay đánh môi son nhiều á. Bước cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng đó chính là cổ. Các bạn không quên phải dưỡng da vùng cổ, tại vì da vùng cổ là rất là dễ thể hiện cái phần mà lão hóa á. Tại vì ai cũng lo dưỡng da mặt, không có quên đi cái phần cổ của chúng ta. Mà cổ là cái nơi mà chúng ta hay xịt nước hoa đó. Nước hoa là cồn nữa, cho nên là rất là dễ bị ảnh hưởng lên da vùng cổ. Ok, vậy là đã xong các cái bước dưỡng da cơ bản trước khi đi ngủ. Ok, còn những cái bước mà dưỡng da nâng cao hơn để chúng ta căng da mặt của chúng ta á, thì Ngân sẽ giới thiệu cho các bạn về những cái clip sau. Ok, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có một cái làn da thật là đẹp và một giấc ngủ thật là ngon. Sáng mai tỉnh dậy thì sẽ thấy da mình thật là căng bóng mượt mà. Tạm biệt.